Alo, vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu thứ tư. Màn hình máy game thủ chim sẻ nắng là người được cầm sen. Đây là Hồng Anh. Nhà game thủ Hồng Anh đang có một bài rất khung và nhiều rừng dừa. À nhầm, nhiều rừng già. Đóng BE đi. Đóng chiếc S đầu ở rừng dừa. Và sau đấy là những chiếc S tiếp theo có lẽ sẽ bố trí ở những cánh rừng già sau. S rừng dừa là S đẹp nhất và gần nhất. Vẫn cứ là rừng già. Đây là màn hình máy game thủ chim sẻ. Bắt đầu đi ăn quả phụ thì phải, chứ không phải là quả đầu. Quả đầu xa thế này thì chết. Nhưng mà dường như là quả đầu thật. Không, quả phụ thôi. Ăn để tránh ăn chanh. Rồi 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 rồi. Vâng, và chúng ta cùng quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng thôi. 21/24. Không biết là đã đủ đồ chưa. Hồng Anh chết dân này không ơi. Chán hẳn luôn. Trận nào cũng chết dần. Quá tâm lý dành cho game thủ Hồng Anh. Cậu những con voi gần nhà này còn chết dân nữa. Vâng, tự tin lên xem nào. Vậy kích đời là vẫn chuẩn. Không lệch. Chết dân nó cảm giác nó khó chịu. Thực ra nó cũng không yếu đi nhiều đâu. Đối với Seng nó không yếu đi nhiều đâu. Nhưng mà nó khó chịu. Tâm lý đánh của đồng đội nó cũng khác. Hai ba dân. Đánh cho game thủ chim sẻ của chúng ta cùng chờ đợi. Chim sẻ anh ép đời bao nhiêu. L2 đã được game thủ chim sẻ thiết kế. Dường như anh đang tự tin vào bài này. Anh gặp Meo Meo. Meo Meo đào vàng. Như vậy là Meo Meo đánh chém. Có nhà BL, game thủ Meo Meo rồi. Và chúng ta hãy cùng xem sự trổ tài đến từ game thủ chim sẻ. Con ít máu đấy, khôn phết đấy. Không, con đấy nó biết làm ăn đấy. Vâng, đã ít máu, đã yếu còn ra gió. Các cụ dậy rồi, đã yếu còn ra gió. Rồi, chim sẻ. Nhà đang nhấp nháy. Bãi quả cũng vậy. Và trận đấu này hệ cung vẫn đang chọc giò hơn được hệ chém. Ôi giời, thôi thì cũng là ngang phèo. Biết ngay mà động ở mèo nó khó chịu lắm. Mèo không hề đơn giản. Nào con phù thủy mát nịm. Mấy lần đá đặc đà vào bãi gỗ.
Một lạc đà bãi gỗ, một lạc đà đang chém vào bãi quả, rất tung tăng nhảy múa. Rồi con giò nữa, rất nhiều tay đến từ game thủ chim sẻ nắng. Nhiều tay lắm em ơi, tốt lắm, nhiều khả năng là mèo hoảng này. Nhiều khả năng là mèo hoảng khi mà chim sẻ vẫn đang ra được đều lạc đà, còn game thủ mèo mèo thì những bãi ăn hoang, những bãi làm thực đến từ game thủ mèo mèo đang bị mất dần, và mèo mèo sẽ không thể ra thêm được nhiều lạc đà nữa. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm rồi. Giời ơi, sâu lắm, bây giờ tham chỉ tầm 15 thôi. Mèo tham 15 thôi. 23 trên 36 từ chim sẻ. Trận thi đấu này chim sẻ đã thể hiện rằng anh chém không hề gà. Mèo mèo là người đánh chém hay xếp vào hàng bậc nhất Việt Nam rồi. Nhưng mà trận thi đấu này chim sẻ vẫn đang khiến cho mèo mèo phải khóc lên. Một lần nữa tôi không muốn chuyển máy ông anh đâu. Chuyển sang toàn thế chiết dân. Một tên phù khá đỏ thôi, bây giờ chuyển thôi. Bây giờ mới bắt đầu là sân khấu đến từ Hồng Anh. Em ơi, 35 rồi đấy. Điều cung, đúng rồi, sở trường của em này. 1-0. 1-0. Bây giờ chúng ta có thể thấy rằng chim sẻ cũng đang có mặt ở đây. Chim sẻ đang có mặt ở đây để có thể liên hoan xác thịt. Chim sẻ 25 trên 36 đang có những tình huống đi chém rất thông minh và hiệu quả. Tham lai mèo mèo bây giờ là fit rồi. Một thế 2 đánh 1. Cái thế 2 đánh 1. Bây giờ thì ốp được nhà, bắt được 3 con lạc đà này, và sau đấy là ốp nhà game thủ BB là quy chặt. Làm gì còn lạc đà nữa. Bắt được 3 con lạc đà này. Và sau đấy phù thủy này vẫy nhiều. Còn không? Bây giờ thì ốp luôn nhà của game thủ BB. Làm gì có để cho được, không được để cho đối phương thở, không thể thở được. Rồi, lạc đà chia sẻ dẫn đầu đi, đầu đoàn đi. Đúng rồi, mà đình máy ở game thủ chia sẻ nắng 24 trên 36, đi đầu đoàn. À, BB đang đi 5 con cùng đời, như vậy là ốp tên này BB đỡ bằng răng à. Thăm lai là 52 trên 60. Ốp luôn, không có gì phải ngại gì vết bẩn. Tên này đội... Ôi giời ơi, phải e khít thế nhờ Hồng Anh ơi. Úi giời ơi em ơi, khít quá. Bây giờ thì Mèo Mèo đang có được 5 con lạc đà sang đỡ. Vâng, cái tội can. Vâng, chim sẻ nắng đang còn quá nhiều lạc đà. Đây là một tên mà cả... phù thủy cũng đang được game thủ Mèo Mèo triển khai giang để thủ nhà cho đồng đội của mình. Chim Hồng Anh đã ốp A được chưa? Đẩy A lên liên tục đi. Đẩy cung lên liên tục, tham lai là 59 trên 68. Rất khỏe. Rất hay. Cung R đến từ game thủ BB. Vẫn đang tụ vào được. Nhưng nó không phải là quá nhiều thôi. Hồng Anh, những tình huống như này anh cần phải bo bế một cách chắc chắn để không để lủng nhà. Mèo Mèo mà bây giờ Mèo Mèo lọt được một tên là nhiều khả năng là mình hoảng luôn. BB vẫn đang thủ nhà rất dẻo trong những tình huống như này, mặc dù là có cả lạc đà, có cả cung đờ. Bây giờ thì chim sẻ bây giờ ra thêm dân đi. Ra thêm dân làm thêm vàng, rồi vắt thêm 3L nữa. Đùa vậy thôi, vắt 3L thôi. Bây giờ 2L rồi, bây giờ tăng thêm L nữa, vắt 3L cho nó khỏe. Những con lạc đà vẫn đang là những con lạc đà thương binh. Màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Anh vẫn đang có được một thế đứng ốp A đẹp. Nhưng mà rất cẩn thận với những tình huống bắt. Chim sẻ chưa có mặt ở đây đâu. Đây là tình huống mà chỉ có một mình game thủ Hồng Anh đang thi đấu ở trên sân khách. Một mình Hồng Anh đang thi đấu trên sân khách, nhưng Hồng Anh đang điều giờ là rất tốt trước game thủ BB. Đang thi đấu trên sân khách, nhưng Hồng Anh đang điều giờ rất hay. Rất hay. Cực kỳ quyến rũ dành cho game thủ Hồng Anh. Lại bơm đồ trong những tình huống mà đang phải đấu quân. Đang trong những tình huống đấu quân, chim sẻ vẫn đang hô hào game thủ ông anh bắt phải bơm đồ. Đây rồi, lễ diễu hành đây rồi. Chim sẻ đã tổ chức lễ diễu hành cho những con lạc đà của mình đến với nhà game thủ BB. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ nắng thăm này là 29 trên 28. Tôi tưởng phải là ba mấy rồi chứ. Bơm vàng để Hồng Anh lên đầu máu, chứ không phải là giáp 4. Đây rồi, lạc đà đang lao vào, dã thẳng vào những con cung R của game thủ BB. 28 trên 36 là tham lai đến từ game thủ chim sẻ. Bây giờ thì Mèo Mèo không sang đỡ mà Mèo Mèo chém nhà chim sẻ.
Vâng, đổi nhà chim sẻ lấy nhà của BB thế là lợi quá rồi còn gì nữa. Màn hình máy em thủ ông Anh thôi. Tên này ốp được không? Ok. Ok ông Anh kia dí vào em ơi. Ấy dí vào. Dí vào. Dí vào. Lây chờ luôn. Tam lai BB bây giờ chắc thì tầm 4 xịch. 4x thôi. Lấy đâu ra mà nhiều. Hồng Anh để nay chờ đi. BB đã hết cung rồi. Lôi dân là đảo ư? Đây là nước hạ sách rồi. Lôi dân ra đảo. Lôi dân ra đảo. Ra đảo đảo đảo. Vâng, chúng ta có thấy Hồng Anh đang điều giờ là quá hay. Rất hay đến từ những tên điều của game thủ Hồng Anh. Và như vậy là tỷ số là 2-2. Một trận đi đấu chia sẻ chém quá tốt. Anh đã hạ gục Mèo Mèo ở trong 5 nốt nhạc. Rất hay. Chỉ cần với 5 con lạc đà thôi, game thủ chim sẻ nắng đã cho game thủ đã khiến cho Mèo Mèo phải có được một thế khó. Và như vậy tỷ số đã được san bằng là 2-2. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 5 ngay sau đây. Rất hay, rất gay cấn và kịch tính đến từ cặp đôi Game TV và Sky Red.